Sáng nay, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện ngành giáo dục năm 2024. Mô hình ngân hàng hiến máu lưu động do Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh thành lập vào tháng 10 năm 2021 với mục tiêu phát huy vai trò của công đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động ngành giáo dục trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Qua 6 lần tổ chức, đã có trên 1.500 lượt công đoàn viên, cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu, đóng góp gần 1.200 đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục đã trao giấy chứng nhận của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp cho 5 gia đình, 27 cá nhân đạt thành tích hiến máu tình nguyện 5 lần, 10 lần và 15 lần. Dịp này, hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2024, đã có gần 300 tình nguyện viên của Ngân hàng Hiến máu lưu động tham gia hiến máu. Tổng số lượng máu thu được là gần 250 đơn vị.